Hôm nay chúng mình sẽ đi cắm trại. Đúng rồi, cả nhà. Mua chân xe luôn á. Hôm nay là rảnh được buổi trưa, hai đứa định là đi cắm trại. Đi ngủ trên xe. Ở ngoài sông Hàn á. Đúng rồi. Hàn á. Thì cho nên bây giờ là Quyên vô bếp mình chuẩn bị cơm nước được sẵn sàng cho cha nội mẹ. Chiều nay mẹ cho anh nội về ăn. Đúng rồi. Còn anh Huân thì anh đi lo sắp xếp xe, đồ đạc các thứ. Ok. Tại vì có rảnh được buổi. Thì đi xả stress cái này. Đúng rồi đó. Lỡ rồi chúng mình cũng đi ngoài đúng không? Chăm sóc mọi người đến bây giờ là khó lắm. Mệt lắm. Cho nên có thời gian dưới về bị chúng mình nha. Dạ. Hôm nay thiếu đậu hũ của cái nhà. Thiếu đậu hũ. Thịt heo chắc quen cho ăn nữa à. Ok nhanh nha. Cho một cục như đây cái nhà. Rồi xong. Mặn lắm, khỏi gần nêm muối gì hết trơn á. Cho miếng đủ nấu ăn. Cái này là nước xương hầm. Đó, Nguyên cho cái bịch này vô luôn. Cái bịch đó là 350ml. Phải cho thêm nước vô cái này. Cho vô một miếng bột ớt nữa. Cho ít là chứ không có cho nhiều. Cho nhiều thì màu đẹp hơn. Nhưng mà có nội ăn á. Cho ít à. Thơm rồi đó. Thơm quá thơm. Để cho nó sôi lên đi. Thường á thì ở nhà là bởi gài mẹ không có tự ăn được đó cả nhà, cho nên là cha phải đút, mà đút là món mà mẹ thích mẹ mới ăn, với lại đút mà món có nước là mẹ không ăn được á. Mà mẹ thích nhất là cá biển này chiên nè. Quyên hay mua cá biển này để tủ lạnh á, để hết là chiên liền cho mẹ ăn, hết là chiên. Ban ngày thì ăn ở trung tâm, còn buổi chiều, buổi sáng với buổi chiều là ăn ở nhà, là thường mình hay ăn cá biển này á. Cho nên giờ mình chiên để chiều nay là mẹ có ăn. Giờ ở nhà có mình với anh Hun ở nhà thôi. Giờ anh Hun ảnh đi xuống xe rồi, để mình làm xong rồi xuống dưới coi ảnh làm cái gì nha. Chiên cá này khỏi để dầu luôn nha nè. Mở nước dầu cá ra. Rồi khỏi để dầu luôn. Thank you.
matrix nó là quan trọng đúng không? Khi mua trên xe cái này rất là quan trọng, cái này thoải mái lắm, thoải mái hơn nhà luôn. Rồi, nhà y tốn của hai vợ chồng mình hoàn thành như này. Rất là tên nhãn ha. Bây giờ mình sẽ uống cà phê một chút và đi vào phòng bay giúp mình nha cả nhà. Hoàn thành như này. See you. Hồi nãy em tính là đi xuống coi anh coi làm gì dưới mà chưa được xuống anh lên. Phải chưa? Opa phải làm nhịp nhanh chưa? Cho nên opa có thể gặp vợ ý của mình xong hơn. Dưa không? Ừ. Anh ăn dưa. Không phải. Đem dưa đi á. Ok. Được. Em gọt đấy nè. Ăn cái dưa hả? Một miếng thôi. Rất ngọt. Ngọt mới nè. Dưa thì ngon. Ngọt. Chúng mình sẽ đi cắm trại nhé. Đi cắm trại. Cắm trại trên xe. Đúng rồi. Hai đứa xuống tới xe rồi cả nhà. Em chưa thấy ha. Này. Chưa. Wow. Đẹp không? Đẹp. Chuẩn bị là xong hết rồi nè. Đúng rồi. Cái này đó. Có chuẩn bị mối thưa rồi nè. Đúng rồi. Trước khi chúng ta đi cắm trại, chúng ta đi Costco mua ra một chút nha. Ok. Kimchan Tollgate입니다. 요금은 1,700원입니다. Bắt đầu cho chuyến đi là mình sẽ ăn một cái bánh để lót bụng trước. Shu. Bánh su kem. Đúng rồi. Ủa anh nói gì su? Bánh su. Bánh su. Bánh su kem. Tiếng gì là bánh su kem? Đúng không ta? Mới mua ở trong chợ cốt cỏ cả nhà. Anh Hương ghé chợ cốt cỏ, anh mua mấy cây xúc xích. Người ta chọt kem, người ta bỏ kem vô đây. Còn nhiều kem không ta? Chiên. Quá rồi luôn. Anh nói anh đi cốt cỏ anh mua mấy cây xúc xích ăn chiều nay ăn á. Ngon ha. Kén cho mày nè. Cà phê freeze. Ăn này uống cà phê nó ngọt nữa. Là... Ngon. Kinh quá luôn. Mặn. Bắt đầu cho chuyến đi là vậy thôi cả nhà. Chuyến đi có nửa ngày à. Chuyến đi nửa ngày. Lần sau thì mình khi nào có thời gian á mới đi được nguyên ngày hoặc là đi 2 ngày. Đó sao? Dạ. Mà chắc không được quá.
cắm trái mềm yêu ui. Chào cả nhà. Đây là sông Hán nè. Sông Hàn. Sông Hàn. Sông Hán nè. Sông somebody fish or thing. Với mát nữa hả? Ở đây có chỗ thuê xe đạp để mình chạy vòng vòng chơi nè cả nhà. Thuê xe đạp đôi chạy. Chạy thư giãn. Vi sẽ chọn cái xe đạp màu đỏ. À, lên trên ha. Vi ngồi đây. Let's go. Yeah. Ê. Mà sao vô chân dính tùm lắm hết trơn. Hòa bỏ luôn. Dẫn xe chỗ này đi cả nhà. Mình sẽ đi qua bên kia. Wow. Một căn nhà bằng hoa hồng. Quá thích luôn á. 350, 60 đô. Dạ. Này cả nhà. Thơm lắm. Đây. Cổng này. Cổng này. Có 4 cổng đều bằng hoa hồng hết. Đó, thích gì đâu luôn. 진짜 꽃 진짜 좋아해. 1 tiếng trôi qua rồi. Bây giờ mình trả xe thôi. Bây giờ Quyên với anh Hôn đang chuẩn bị để ăn chiều. Quần quần chiều giờ là 5 giờ cả nhà. Anh đi làm nóng mấy cây xúc xích á. Sao sao để xoay á. Xúc xích còn mì cuối luôn á. Trời ơi. Xúc xích là mì luôn hả? Đúng rồi. Mì cuối luôn luôn. Hôm nay bữa ăn thịnh soạn quá ta. Rồi với sữa chua. Dao để dưới luôn cả nhà đi. Dưa, dưa hấu để đây luôn đi ha. Khác mình ăn sao. Mệt dữ không? Không có mệt đâu. Oh cheese. Dạ.
phô mai. Đây là cơm chôm. Đây. Cục cục cơm. Cơm cục này. Nóng không? Nóng. Thử cho anh miếng nè. À, ăn với cái này. Mà cái nhà nha. Bông. Đói quá. Phải ăn bữa tay. Cơm trộm nữa nè. Ủa, có muỗng ăn cơm trộm anh? Cơm bị là spoon thì xoay á. Spoon thì xoay á. Rồi, ok, bây giờ mình nướng nước thôi nha. Nhà Quyên ăn miếng này nữa, tới bụng rung tay luôn. Ăn cắn miếng không? À, rồi. Ăn cái nhiều đó. Rồi ăn xó xệt chung đi. Anh là niềm mơ ước của anh là ăn xúc xích chung với mì tương đeo tteokbokki. Bánh gạo. Ngon. Còn có cái này nữa nè. Order quá trời luôn mà. Anh order nhiều quá. Có đồ chiên này nữa. Đó. Em ăn đi. Dạ. Chào cả nhà. Ngon quá. Mời cả nhà nhé. Nó cũng ngon. Mà chỉ kêu được xe hò. Em ăn rồi. Em sợ dính áo quá, anh ăn cẩn thận nha. Dính cẩn thận. Dính cái áo trắng á. Quá ngon. Yeah.
chiều muốn mưa, gió quá trời. Rất là mát luôn cả nhà. Sau khi chúng ta chơi hàng múc, không có cơ hội để ăn ở ngoài đúng không? Ăn như chị. Chắc tại chúng mình tới đây rồi, nhưng mà lúc đó là không có cái enjoy đúng không? Không có thời gian được, tại vì mình còn vấn mà. Có tới đây nhưng mà mệt lắm cả nhà, mệt lắm. Không có chơi bài rồi giống như bây giờ đâu. Nên thế này là về ăn uống vui vẻ không có đâu. Mình biết vậy à. Chà cá. Ngon mà sao. Đây là kiều ăn của cha. Cho chúng nó ngoài luôn. Mình sẽ sợ nha. Ăn ngon ngoài là ngon không? Đúng rồi ạ. Mát mẻ mà nhìn không khí trong lành ha. Chồng đi đổ rác. Thức ăn rồi bỏ hết trong đó. Còn cái phần này là thức ăn mình đổ chỗ khác. Bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị chỗ để tối để ngủ. I need to make space bigger nè. Giờ cái ghế này xích lên phía trước nha. Ghế mà anh ngồi lái xe. Có này nè cả nhà.
anh chuẩn bị cái tấm tấm này nè, là mình sử dụng cái tấm đó luôn, kéo hai ghế xích lên đã tấm nó căng ra là mình nằm cái chỗ ngủ nó sẽ rộng hơn đó, chỗ ngủ vậy đó. Mình có thể sử dụng không gian này đây luôn. Công viên buổi tối nè cả nhà. Bây giờ là 7 giờ. Hai vợ chồng đi bộ hồi nãy giờ là cũng nửa tiếng đồng hồ. Mệt quá. Xin tôi rồi hiểu. Ăn no rồi đi á cho nên là hơi mệt. Bây giờ mình sẽ đi về xe, lấy bàn chải để đi đến răng. Ở công viên thì mình có nhà vệ sinh cho nam với nữ, có hai cái nhà vệ sinh lận. Rồi, ok, bye bye anh nha. Rồi mắt nha. Ok. Ok, see you soon. Xong rồi, bây giờ hai đứa sẽ vô trong xe nha cả nhà. Trong phòng. Trong phòng. Quá rộng luôn. Quá rộng luôn. Anh Hôn là nằm ở đây nhưng mà quá rộng luôn nè, còn dưới chân luôn. Đã ha. Còn Nguyên là bên đây nè, rộng hết cả nhà. Tối hai đứa ngủ đó đó. Welcome. Hello. Rồi cả nhà ơi, chúng mình bây giờ mệt. Chúc cả nhà từ hồi mới tới giờ đi vòng vòng mệt nha, nhưng mà vui. Có chiếc xe này tiện ghê ha, kiểu như là muốn đi đâu đó chơi á cũng được. Mình đi chơi á mình không có sợ là không có chỗ ngủ, kiểu như đi mà thuộc dạng trải nghiệm nha, chứ không phải là ngủ khách sạn. Thì có chiếc xe này rất là ok. Nghe chung. Chào cả nhà. Bây giờ là 8:30. Trước khi đi nhông nhông chơi, mình cho Huyền uống thuốc. Trước ngủ. Trước ngủ là Nguyên uống bao nhiêu đây thôi. Hai cây màu xanh á, màu xanh là lithium. Lithium. À, hồi đó là mình uống từng viên nhưng mà bây giờ là Nguyên chuyên nghiệp lên rồi cả nhà, uống kiếm quen rồi một lần hết luôn. Hết luôn đi. Ok, good. Good. Rồi, gió thổi lạnh. Buổi tối ở đây gió thổi lạnh á. Bây giờ mặc cái áo vô. Đi vòng vòng chơi một chút, sau đó ngủ nha. Đi vòng vòng chơi, rồi xong rồi về xe ngủ. Ok. Đi thôi. Đi thôi. Bây giờ là 8:30. Quá lạnh luôn. Quá trời lạnh luôn. It's too windy. Gió rất là nhiều luôn cả nhà. Temperature is okay, but nhưng mà nhiệt độ là okay nhưng mà có gió. Đúng rồi. This is floating island. People do wedding here. Đám cưới á. Yeah. Restaurant. Hai đứa đi vòng vòng. Rồi một ngày đi thư giãn sắp hết rồi cả nhà. Lên xe ngủ nữa là xong rồi đó. Ok. Hết ngày rồi. Nhanh quá à. Dạo này á, Nguyên và mình cũng ngủ sớm á.
ngủ sớm. Nguyên chắc có thể là đi hết vòng này nữa là về mình ngủ rồi. Rồi vậy là hết nữa buổi chiều, đi thư giãn với anh Huân ở ngoài công viên. Sáng ngày mai thì lại về nhà. Bây giờ là 9 giờ tối. Hai vợ chồng về và chuẩn bị ngủ thôi. Ở đây tối ngủ thì đèn có đèn sáng sáng gì được nha. Đèn ở đây. Công viên cứ sáng sáng vậy đó. Có những người chạy xe đạp mà. Rồi đằng kia thì có những người họ đang cắm kiểu cắm trại ngồi trải manh trải chia trải trải tắm trải á, rồi ngồi ăn uống với nhau đằng kia vui lắm. Còn đây thì chắc là Nguyên với anh Huân đi ngủ sớm tại vì Nguyên hơi mệt. Rồi đón cái mắt. Chapsita. Sleep. Bye. Nằm ở trong đây thoải mái luôn á, rộng rãi thư thái thoải mái luôn. Không có quá chật. Đúng rồi. Bự lắm. Dạ, ý là em với anh cũng bự ha. Ừ. Nhưng mà nằm rất là thoải mái. Đúng rồi. Ngủ. Chúc ba nhà ngủ ngon. Nha. Sáng ngày mai sẽ quay tiếp video cho các nhà biết. Nha. Em bất ngờ luôn á. Bất ngờ hả? Dạ. Không biết sao tại sao cái ly mà có thể là nấu mì như vậy được. Sao có miếng nhôm hay gì ở dưới á. Để xem anh đi. Công viên buổi sáng đa phần là những anh chị cô chú chạy xe đạp, rồi ghé cái cửa hàng tiện ích, rồi ăn uống nghỉ ngơi. Hai đứa về đây ăn, về xe ăn. Exact time. Chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Sáng mình không ăn cả nhà, thấy hơi mệt, hơi mệt mỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
맛있어요. 맛있어. Yeah. But I cook better. Xong rồi chuẩn bị đi về nhà luôn cả nhà. Làm sao nhỉ ta? Thơm quá anh đây còn. Mà trời anh lạnh á cho nên nó không có hư. Ngọt quá anh. Ăn miếng, em ăn miếng một phần. Shall we go? Dạ. Breakfast finished. Hả? Đúng rồi, breakfast finished. Rồi thôi chuẩn bị về nha cả nhà. Thì hai vợ chồng cảm ơn anh rất là nhiều luôn á. Dẫn em và đi xả stress thư giãn nè. Rồi thôi tới đây hai vợ chồng kết thúc video nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Chuyến đi này Quyên rất là vui. Và con Như. Bye bye. Yeah.